Trong những năm qua, hiểu rõ được giá trị của máu và tính nhân văn của việc hiến máu cứu người, anh Phạm Văn Thành ở xã Hàm Tử, huyện Khoai Châu là một trong những người nhiệt tình tham gia và có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất tỉnh. Đây là hình ảnh của một trong 36 lần anh Thành từng tham gia hiến máu tình nguyện ở trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2008 đến nay, mỗi năm anh Thành tham gia từ 3 đến 4 lần. Ngoài ra, thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu, câu lạc bộ trái tim tình nguyện của huyện, anh Thành là một thành viên tham gia ngân hàng máu sống, sẵn sàng giúp đỡ những bệnh nhân tại các bệnh viện trong thời điểm nguy cấp. Năm nào thì tôi cũng tham gia trung bình từ 3 đến 4 lần, bất kể ngày đêm. Nếu mà có bệnh nhân hoặc cơ sở y tế nào mà cần, cá nhân tôi sẵn sàng đi bất kể nơi đâu với tinh thần hiến máu cứu người. Hiện nay anh Thành đảm nhiệm công việc tại Văn phòng Đảng ủy xã kiêm Phó đài truyền thanh, công an viên xã. Do đặc thù công việc, anh Thành trở thành một tình nguyện viên tích cực tuyên truyền vận động người thân, các hộ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đoàn viên thanh niên, nhân dân cùng tham gia hiến máu. Trước đây xã Hàm Tử, cái phong trào hiến máu thì nó không được đều đặn. Số người đi hiến máu thì người ta vẫn e dè và người ta nghĩ là nó vẫn sợ sệt. Từ khi đồng chí Thành mà hiến máu tuyên truyền cho đoàn viên, từ đó thì cái tình nguyện viên mà hiến máu được tăng rõ rệt. Cái năm sau là cao như hơn năm trước rất là nhiều. Gửi gắm thông điệp đầy yêu thương trong cuộc sống, cho đi là còn mãi. Được biết, anh Thành còn tham gia đăng ký hiến mô tạng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, rất cần được lan tỏa.